Xin giới thiệu với các bạn, đây là ông Châu đến từ Đồ Sơn. Ông Châu này là một trong những ông Châu mà được gia đình nhà mình mua tại tỉnh An Giang. Và ông Châu này là một trong những ông Châu nổi tiếng Đồ Sơn ở thời điểm hiện tại. Thì hiện tại thì vách ngực ông này đang là 2m38. Trong giới trọi Châu thì cũng biết là ông Châu này là một trong những ông Châu sát thủ và thắng Châu Hà Giang, giành chiến thắng cho Hà Giang. Hiện tại thì rất là đẹp nha. Đỉnh cao thực sự luôn. Hai khóe mặt, bốn xoáy người. Ông Châu này lợi thế một cái là người rất là dài, thân hình dài. Hôm nay thì mình đến Đồ Sơn thì mình xuống cũng rất là sớm. Số lúc đến đây là 4 giờ. Hy vọng là sau năm lễ hội chọi Châu truyền thống Đồ Sơn sẽ diễn ra để những ông Châu tài như thế này được tham chiến. Nhìn ông ăn lên là cũng thật đã thích rồi. Đây là một trong những ông Châu mà mình rất tâm đắc tại Đồ Sơn. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ kênh YouTube của Nam Biếu TV nhé. Đừng quên subscribe cũng như like, comment những video mà Nam Biếu đăng lên nha, để Nam Biếu có động lực làm những video tiếp theo dành tặng cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.